Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Điểm tin bóng đá. Mời quý vị và các bạn đến với phần cập nhật tin tức bóng đá mới nhất trong buổi trường ngày hôm nay, mùng 7 tháng 7. Huấn luyện viên Úc lo thất thế trước tuyển Việt Nam. Fabio Cannavaro lo lắng cho tuyển Trung Quốc. Đặng Văn Lâm bị cổ đồng viên Thái Lan mỉa mai là bù nhìn sau màn ra mắt tại Cúp C1 châu Á là những thông tin chính trong bản tin trường ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Huấn luyện viên Úc lo thất thế trước Việt Nam. Các bạn thân mến, tuyển Úc đang gặp khó khăn trong việc tổ chức các trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại thứ ba World Cup 2022 tại sân nhà. Đây là điều mới được huấn luyện viên trưởng đội tuyển nước này là ông Graham Arnold tiết lộ. Liên đoàn bóng đá Úc đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn sân nhà cho các trận đấu sắp tới ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Theo truyền thông xứ sở chuột túi thì tuyển Úc đang lên phương án cho việc phải tiếp các đối thủ ở sân trung lập. Chia sẻ với truyền thông, huấn luyện viên trưởng tuyển quốc gia Úc là ông Graham Arnold cho biết Chúng tôi chưa xác định là liệu đội tuyển có thể đá ở sân nhà tại vòng loại World Cup hay không. Đây là vấn đề mà liên đoàn bóng đá Úc sẽ làm rõ. Đội tuyển của chúng tôi chưa biết là có được thi đấu tại sân nhà hay phải đá ở sân trung lập. Nếu không thể thi đấu ở sân nhà, vòng loại World Cup tới đây sẽ rất bất lợi cho tuyển Úc. Theo thống kê thì đội tuyển Úc giành đến 15 chiến thắng và 3 trận hòa trong tổng số 18 trận tại sân nhà thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup tại Asian Cup 2015. Úc cũng tận dụng tốt lợi thế ở sân nhà giành chiến thắng nghẹt thở trước Hàn Quốc qua đó lên ngôi vô địch ở giải đấu này. Tuyển Úc là một trong những đội mạnh ở bảng B, hiện tại thì đối thủ của tuyển Việt Nam đang đứng hạng 41 thế giới. Thầy trò ông Agnon đứng nhất bảng B ở vòng loại thứ hai với thành tích toàn thắng, bỏ xa đội thứ nhì là Coes tới 10 điểm. Việt Nam sẽ tiêm đốt tuyển Úc ở sân nhà vào ngày 17 tháng 9 năm 2021. Đây cũng chính là trận đấu đầu tiên mà thầy trò huấn luyện viên Park hang Sơ được chơi tại sân nhà Mỹ Đình. Văn Lâm bị cổ động viên Thái Lan mỉa mai làm bù nhìn sau màn ra mắt tại cúp C1 châu Á. Thưa quý vị các bạn, mặc dù giữ sạch lưới trong lần đấu bắt chính cho câu lạc bộ Nhật Bản Cerezo Osaka tại đấu trường AFC Champions League, nhưng thủ thành tuyển Việt Nam Đặng Văn Lâm vẫn bị những cổ động viên Thái Lan mỉa mai. Vào chiều ngày hôm qua, mùng 6 tháng 7, thì Văn Lâm đã có màn ra mắt tại cúp C1 châu Á AFC Champions League trong áo câu lạc bộ Cerezo Osaka. Sự chắc chắn của anh cùng đẳng cấp vượt trội giữa hai đội đã giúp cho đại diện Nhật Bản thắng dễ dàng câu lạc bộ Quảng Châu của Trung Quốc và cũng dễ hiểu bởi đối thủ chỉ sử dụng cầu thủ trẻ và tỏ ra thua kém toàn diện. Văn Lâm ở trận đấu này đã không phải làm việc quá nhiều, ngoài hai lần anh lao lên phá bóng trong tình huống phản công nhanh từ phía đối phương. Chiến thắng 5 sao giúp cho Sedozo Osaka có được 13 điểm sau 5 trận, cùng một hiệu số lên tới dương 11. Đại diện Nhật Bản đã chính thức đi tiếp vào vòng trong với thành tích ấn tượng. Như vậy là Văn Lâm sẽ có lần thứ hai bắt chính trong màu áo đội bóng Nhật Bản. Thủ môn của tuyển Việt Nam đã từng được bắt chính trong một trận đấu cụ thể là anh ra sân trong trận đấu mà Seiro Osaka vượt qua Totori với tỷ số 2-0 ở vòng 2 Cúp Hàng đế Nhật Bản diễn ra vào ngày 9 tháng 6 vừa qua. Mặc dù giữa sạch lưới và đóng góp vào chiến thắng của toàn đội, nhưng trên các diễn đàn bóng đá Đông Nam Á, tuyển thủ Việt Nam vẫn phải nhận những lời mỉa mai từ các cổ động viên nước khác, đặc biệt là các cổ động viên Thái Lan khi cho rằng Văn Lâm chỉ là bản hợp đồng thương mại và chỉ được vào sân ở trận đấu mang tính chất thủ tục. Thống kê sau trận đấu cho thấy đại diện của Trung Quốc không có bất cứ cú sút nào trúng đích nên suốt cả trận Văn Lâm giống như bù nhìn. Tuy nhiên đây chỉ là một trong số những bình luận mang tính tiêu cực. Còn lại thì đa số những lời tán dương và động viên dành cho thủ môn mang hai dòng máu Việt và Nga của tuyển Việt Nam. Cựu huấn luyện viên Canavaro lo lắng cho tuyển Trung Quốc. Các bạn thân mến, huấn luyện viên Canavaro của câu lạc bộ Quảng Châu thẳng thắn nhận định là đội tuyển Trung Quốc sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối đầu với các đội ở bảng B. Sau khi có kết quả bốc thăm, tuyển Trung Quốc đã lên kế hoạch chi tiết để chuẩn bị cho vòng loại thứ ba World Cup 2022. Đoàn quân của ông Li Tie bắt tay vào việc nhập tịch hàng loạt các cầu thủ nhằm gia tăng sức mạnh đội hình hướng đến giấc mơ World Cup. Tuy nhiên, thực lực của người hàng xóm vẫn là một dấu hỏi. Mới đây huấn luyện viên Canabarro đã lên tiếng nhận xét về trình độ của tuyển Trung Quốc, vị thuyền trưởng của Quảng Châu cho biết: "Quả thực, nhìn vào tình hình của bảng đấu này, tôi cảm thấy lo ngại cho tuyển Trung Quốc. Họ sẽ phải đối đầu với những đội bóng mạnh của châu Á, đặc biệt là Hàn Quốc." Các cầu thủ phải sẵn sàng đối diện với rất nhiều khó khăn ở phía trước, chưa kể là còn gặp bất lợi về lịch thi đấu và di chuyển. Cựu thuyền trưởng của tuyển Trung Quốc chia sẻ thêm, đoàn quân của ông Li Te sẽ có trận đấu đầu tiên gặp Úc, đây sẽ là thử thách rất lớn, nhất là khi phải thi đấu tại sân khách. Sau đó, Trung Quốc lần lượt gặp Nhật rồi Việt Nam ở Đẹp Út. Thật không dễ dàng khi phải chạm trán với các đội bóng sừng sỏ này. Dẫu biết khởi đầu sẽ rất khó khăn, nhưng chúng ta không còn cách nào khác là buộc phải thi đấu chơi hết sức mình. Thật không dễ dàng khi phải chạm trán với các đội bóng này. Trong đó trận gặp đội tuyển lì lợm Việt Nam sẽ rất khó khăn và thú vị, Cannavaro chia sẻ. Tuyển Việt Nam từ khát vọng đến thực tế Việt theo và Đặng Văn Lâm. Các bạn thân mến, tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Park Seo rất muốn bay cao trong thời gian tới và khát vọng đó có câu trả lời từ Đặng Văn Lâm, câu lạc bộ Việt theo ở Cúp C1 châu Á. Sau thành công của huấn luyện viên Park Seo ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, người hâm mộ bóng đá Việt Nam tiếp tục đặt kỳ vọng vào câu lạc bộ Viettel ở sân chơi châu Á. Cơ sở để cho người hâm mộ kỳ vọng là bởi đương kim vô địch v nằm ở bảng đấu được coi là tương đối nhẹ. Bởi ngoài Ulsan Hyundai thì các đối thủ khác là không quá mạnh so với Viettel. Nhưng sau màn trình diễn tương đối kiên cường ở cuộc đối đầu với đương kim vô địch đến từ Hàn Quốc hay là trận thắng đậm KFC của Philippines, đại diện Việt Nam nhận liền hai thất bại trước Ba Thu của Thái Lan vốn là nhà vô địch Thái League nên đã sớm bị loại. Kết quả này có phần là đáng tiếc nhưng hợp lý nếu nhìn vào màn trình diễn của Viettel hay thành tích của các đội bóng Việt Nam ở sân chơi cúp C1 châu Á trước đây. Nếu Viettel không thể đáp ứng được sự kỳ vọng từ người hâm mộ thì Văn Lâm lại khác. Khi lần đầu tiên thủ thành tuyển Việt Nam có màn ra mắt tại sân chơi châu Á, cũng giống như ở lần trước tại cúp hàng đế thì việc Lâm Tây có suất bắt chính gần như nằm trong dự đoán bởi tính chất của trận đấu là không quá nặng nề để cho Serezo Osaka cho thủ thành tới từ Việt Nam được thử sức. Những gì mà Văn Lâm để lại không quá nhiều về chuyên môn bởi các đối thủ mà Sergio Saka chiến thắng là tương đối yếu. Thế nhưng việc được ra sân tại quốc C1 châu Á hay được sử dụng cũng là một điều đáng tự hào. Cần nhớ rằng để được ra sân luôn không phải là điều dễ dàng với các thủ môn kể cả là đóng vai trò số 2 hoặc số 3 ở bất kỳ đội bóng nào. Nên lỗ lực từ Lâm Tây rõ ràng là xứng đáng nhận được sự cổ vũ từ người hâm mộ. Thành công trong những năm qua, đặc biệt là mới đây là tấm vé vào chơi vòng loại cuối cùng World Cup 2022 đã khiến cho người hâm mộ Việt Nam thực sự là phấn khích và thậm chí có phần mộng mơ một cách thái quá. Mộng mơ khát khao là không có gì sai, nhưng khi thái quá thì lại là những gì mà Việt Theo hay Đặng Văn Lâm cho thấy ở cấp độ câu lạc bộ tại sân chơi châu Á đã là câu trả lời chính xác nhất cho vị trí của bóng đá Việt Nam vào lúc này. Ở cấp câu lạc bộ, tức là nền tảng cho đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam vẫn chưa thật sự ổn các trận thua tâm phục khẩu phục trước nhà đương kim vô địch Thái cho thấy điều này. Có nghĩa là nếu đặt lên bàn cân những năm qua thì dường như thầy trò Hùng Việt Seo ở tuyển Việt Nam vượt trội so với người Thái và trở thành ông vua của khu vực Đông Nam Á. Nhưng thực tế thì chưa chắc đã như vậy. Khi bản thân tuyển Việt Nam vẫn chỉ mới đánh bại được đối thủ từ xứ sở chùa vàng ở một giải đấu giao hữu. Trong khi đó thì dù xứng đáng nhận được lời khen sự của Vũ và cũng coi như tấm gương dành cho các cầu thủ Việt Nam nhưng muốn vai vế trở thành vị trí không thể thiếu tại câu lạc bộ Nhật Bản Shirezu Osaka thì xem ra Đặng Văn Lâm vẫn còn phải nỗ lực rất nhiều. Những nỗ lực khẳng định bản thân từ Đặng Văn Lâm hay sự nghiêm túc khi ra biển lớn của Viettel đương nhiên là đáng khen ngợi. Nhưng tóm lại, đây cũng là câu trả lời cho người hâm mộ Việt Nam rằng là muốn tuyển Việt Nam bay cao, chỉ như thế là vẫn chưa đủ. Tất cả đều phải có lộ trình dài hơi, biết mình ở đâu và từng bước vươn lên. Đó mới là điều tuyển Việt Nam cần, thay vì nghĩ cao, nghĩ xa trong khi mới chỉ bắt đầu thành công trong vài năm qua. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin bóng đá hàng ngày của chúng tôi. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Bằng cách quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn nút chuông thông báo để là người nhận được tin mới nhất khi chúng tôi phát hành. Cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.